Dạ em xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của chị Thoa ở ấp Phú Hậu, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để em quay giao lưu và chia sẻ với cả nhà một số mặt hàng mai giống, mai ghép và mai mình chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho chị Kim Thoa nha cả nhà. Đây có hình con rắn rồi có hình trái bí, hôm nay quấn rễ cũng đẹp lắm cả nhà, có hàng chơi Tết, có hàng mai giống luôn nha. Dạ em chào chị Thoa. Anh chào anh Trọng ha. Dạ. Em chào tất cả cô chú anh chị ha. Thì hôm nay trở lại kênh của anh Trọng thì em có lên giao lưu với cô chú anh chị 12 mã số ha. Dạ. Rồi, giờ mình vô mã số luôn ha anh Trọng. Đầu tiên là em vô giao lưu mã số 1 là một cây thủ đức đế rắn ha cả nhà. Dạ. Cây thủ đức đế rắn này thì Tết nó sẽ được 3 mùa ha. Tết nữa là 3 mùa luôn cả nhà ơi. Hàng gốc nhớt nha cả nhà. Rồi cho em xin cái thông số thì chị, hình con rắn nè cả nhà. Cao là 59 ha. 59 chiều cao. Ngang là 55 nhưng mà tính 50 thôi ha cả nhà. Dạ rồi, tán cũng tròn vo luôn nè cả nhà. Còn cái góc của nó là bằng ngón tay cái của em á. Dạ. Góc cả chừng ngón tay cái, hình con rắn nè cả nhà ơi. Dạ. Thì góc này mình gửi luôn cái chậu này luôn ha sao chị Thoa? Dạ, khi ship thì khi gửi là em sẽ gửi chậu cho mình luôn ha. Dạ, rồi góc này mình vô luôn nhiêu chị? 250 một cây mã 1, cây giỏ thu đức. Dạ rồi. Khi ship thì sẽ bao ship luôn. Dạ. Gửi chậu luôn ha. Dạ. 250 là bao ship gửi chậu cho mình luôn ha. Dạ, 250.000 một cây gì cho chậu này là chậu chậu này là chậu chậu 2 hả chị ha? À, đúng dạ. Rồi. Rồi mình gửi luôn cái chậu, chậu này là chậu xi măng cả nhà, sơn sẵn cho cả nhà luôn rồi. Còn cái tàn này chủ yếu là mình để tàn tự nhiên là ha chị Thoa hả? Dạ đúng rồi, cái này dạ, là nó còn sẵn thôi cho mình luôn rồi ha. Dạ rồi, mã số 1 nha, nhà 250.000 nhà vườn mình bao ship nha. Rồi, đến cây mã số 2 cũng là một cây giảo thủ đức mà cây này là đế bí ha anh Trọng. Dạ. Đế bí một bên nè. Rồi, bí một bên nè cả nhà ơi, hoành gốc bên đây có chừng ngón tay trỏ đi hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ, cũng là giảo thủ đức luôn cả nhà. Rồi, chiều cao. Cao là 55 ha. Dạ. Ngang là 40. Dạ rồi, đây cả nhà tham khảo thì cũng 250 mã 2 bao 250 làm bao phí vận chuyển cho mình ha. Dạ. Cả nhà xem nút nụ nè ha, yên tâm ha. Nụ kim nè cả nhà. Dạ. Tại vì nó sung với lại nó già mùa cả nhà cho nên nó đã ôm nụ sẵn nha cả nhà. Thì cả nhà đừng có lo, nói chung là mình dưỡng được cái vàng lá này, giữ được cái vàng lá thì nó sẽ không bị nở đâu hả chị Thoa ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi gốc này là trái bí cả nhà ơi. Đó, trong này cũng chậu 2 luôn. Dạ. Vô luôn là 250 thôi hả chị? 250 bao phí vận chuyển cho mình luôn, ship cả chậu hả cả nhà. Dạ, mã số 2 nha cả nhà. Đây cả nhà mình tham khảo một vòng nè, có hình trái bí, có hình con rắn cũng có cả nhà. Chị thì cái lô gốc nhớt này là mình có quấn rễ kiểu gì như là nhiều chị? Cái lô này thì em có quấn rễ bí một bên nè. Dạ. Rễ rắn, rễ bí giữa. À. Và đế là so ha. Dạ. Thì khi cô chú anh chị em có lên mã số như thế này nhưng mình không thích cái trái bí này. Dạ. Thì mình cứ liên hệ với em sẽ vô với tỷ thích lò so, vì đây em sẽ vô lò so. Dạ. Rồi em chụp hình cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Dạ rồi, số điện thoại nhà vườn em xin phép để góc bên trái bên đây số điện thoại của chị Thoa, có Zalo nha cả nhà, có gì cả nhà cứ kết bạn với chị Thoa giúp em. Rồi, mã 3 thì cũng là một cây giảo thủ đức luôn nha cả nhà. Dạ. Một cây giảo thủ đức để em đo thông số. Rồi. Cái này là bí giữa nè anh Trọng. Dạ, mấy cái hàng này là hàng già mùa, mình chơi Tết 3 mùa không, cái nhà Tết này đó là 3 mùa nha. Cái này là trái bí giữa, hoành cỡ chừng ngón tay cái của em nha. Rồi cho em xin thông số chiều cao, tán ngang luôn. Cao là 52. Dạ. Ngang là 45 luôn hả cả nhà. Dạ rồi. Đây, thì cây này cũng giao lưu là 250 bao phí vận chuyển luôn hả cả nhà. Dạ, cái chọt này có chừng ngón bự hơn, có chừng ngón tay danh của em luôn cái nhà, cái chọt nè cả nhà. Dạ. Đó. Rồi góc này cũng là 250 luôn hả chị? Dạ đúng rồi, 250 bao phí ha. Dạ gửi luôn cái chậu này luôn nha cả nhà. Dạ đúng rồi, gửi chậu luôn cho mình. Cái nhà mình nhận hàng á, rồi cả nhà kiểm tra hàng đúng như cái mã số trên clip ha cả nhà, rồi cả nhà thanh toán giúp nhà vườn gửi tiền cho shipper ha. Chứ nhà vườn mình không có cọc gì trước nha cả nhà. Rồi cây này là mã số 3 nha, 250.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là mã số 4 là một cây bí một bên ha cả nhà. Dạ, bí một bên nha cả nhà. Cái góc này khoảng bự hơn ngón tay cái em luôn. Dạ bự hơn ngón tay cái chọt của chừng ngón tay danh luôn á cả nhà. Rồi cái này cũng là giảo thứ đức luôn nha cả nhà. Chiều cao. Chiều cao là 50 luôn. Dạ. Tán ngang là 40 ha cả nhà. Dạ. Thì cây này thì giao lưu với cả nhà mình là cũng 250 bao phí vận chuyển xì xếp cả chậu cho mình luôn ha. Dạ mà rồi. Số 4 luôn. Dạ mà số 4 nha cả nhà, thì giảo thứ đức cả nhà cũng biết mặt bông của nó rất là chuẩn ha cả nhà. Hàng già mùa thì bao chuẩn bông luôn, hàng chuẩn giống cả nhà cứ yên tâm ha. Nhà vườn mình làm số lượng cái hàng này là số lượng khoảng chừng bao nhiêu cây lần gì thôi? Dạ số lượng giờ hàng này em còn ở vườn là khoảng 2000 cây ha. 2000 cây. Dạ. Nếu mà cả nhà có cần lấy số lượng mình về mình kinh doanh Tết đó cả nhà cứ liên hệ chị giúp em ha. Còn clip ngày hôm nay thì thời gian cũng có hạn cho nên nhà vườn với em lên một vài mã số cả nhà mình tham khảo ha cả nhà. Mã này là mã số 4, 250.000 bao phí ship luôn, giỏ Thủ Đức nha. Thì khi mà tới vườn mua số lượng á, thì sẽ có giá ưu đãi ha cả nhà. Dạ rồi. Rồi, tiếp tục mã số 5 là cây giỏ Thủ Đức này là con rắn ha cả nhà. Dạ. Đó.
năm tới là 5 tỷ á cả nhà. Cả nhà thích con rắn này cả nhà sưu tầm hàng này nha. Có cái con rắn này là coi 1 2 3 4 5 tua luôn nha cả nhà. Ôi ôi, đây cả nhà. Nổi nổi lên nhìn rất là đẹp luôn á. Cái gốc nó thì chắc bự hơn ngón tay danh ha. Dạ. Mà nhỏ hơn ngón tay cái nha. Nhỏ hơn tay cái, bự hơn ngón tay danh, bự hơn ngón tay danh ha cả nhà. Rồi chiều cao. Chiều cao là 56 à. Dạ. Ngang là 40 nha cả nhà. Ngang là 40, chiều cao 56 cả nhà ơi. Đó. Rồi thì cái mã này thì mã năm này em giao luôn cũng 250 bao phí vận chuyển nha cả nhà. Dạ rồi, mấy cái mã số này thì đồng giá nhau hết nha cả nhà. À, mã số 5 này cả nhà ơi, hình con rắn nè, để em quay gần gần cả nhà mình xem. Đó, ghê không? Đẹp ghê chứ nghe cả nhà. Nói chung là quấn rễ kiểu này cũng hơi bị khó hết cả nhà nha. Đó, hình con rắn. Nói chung là nhà vườn mình cũng canh mấy năm nay rồi. Cái này mình quấn được bao lâu rồi chị? Mình quấn bao lâu rồi mình mới ghép được ba mùa chị? À, tới chừng mà thành phẩm như thế này luôn là 4 năm rồi ha. Là từ cái lúc mà mình gieo cái hạt mình cái này. Gieo cái hạt rồi mình phải quấn rễ xong mình ghép rồi tới như là hồi ghép tới giờ là cây này là tới thì nữa ba mùa nè. Dạ đúng rồi. Từ hồi ghép tới giờ á dạ. Là ba mùa. Dạ. Ôi ôi. Quá chừng đẹp luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà tham khảo mã này là mã số 5 nha, cũng 250 bao ship luôn. Rồi tiếp tục mã 6 cả nhà. Dạ. Mã 6 là cũng một cây dạo Thu Đức ha. Dạ. Cái gốc này nó cái đế này gọi là chút quái quái hả chị ha. Dạ. Dạ. Cái này là dạng như biết bên mà nó hơi tua đi lên á. Dạ. Nhìn nó hơi có duyên ha. Ồ nó quái quái cả nhà. Còn quanh bên đây chắc em thấy cũng cả chừng để em coi kìa, cả chừng em ngón tay cái đi cả nhà. Em ngón tay cái ha, cái cốt mập lắm cả nhà ơi. Rồi cho em xin thông số chiều cao tán ngang luôn đi chị. Mã số 6 cũng là một cây dạo Thủ Đức nha cả nhà. Nhà vườn còn khoảng chừng 2000 cây lận. Cao là 54. 54. Ngang là 42 nha cả nhà. Dạ rồi, đây cả nhà ơi. Thì cây này là cũng giá 250 em bao phí vận chuyển cho mình ship cả chậu luôn ha. Dạ, chậu này là chậu 2 nha cả nhà. Chậu này cả nhà tại vì mình để dưới cho nên mưa cát nó văng lên thôi chứ đẹp lắm cả nhà ơi. Có sơn sẵn hết trơn rồi nè. Chậu này là chậu mình để chơi Tết được nè cả nhà. Hay vậy ha. Dạ cái này về là mình em đã làm thành phẩm hết rồi, về mình chỉ tưới nước với mình đi phân ngày Tết mình chơi hoa thôi ha. Dạ. Khỏi cần phải vô chậu nữa ha. Dạ. Rồi đây cả nhà mã này mã số 6 nha, cũng là một cây dạo Thu Đức luôn. Rồi tiếp theo là mã số 7 là hai cây như ý ha cả nhà. Dạ. Hai cây như ý đế quái cho mình luôn nè ha. Cây này là đế cũ nở ở trên này, cái nó có cái vòng dưới cái nó có dưới nè cả nhà. Dạ. Còn đây là trái bí ha. À, trái bí mà nó có cục hai bên. Dạ. Có chân xuống nữa nè cả nhà. Ôi ôi. À, một cặp như thế này để em đo thông số cái em báo dạ. Giá luôn ha. Dở như ý cả nhà. Cây này mình ghép được hai chột, còn cây kia mình ghép một chột nha. Mỗi chột dài cũng khoảng chừng 15-20 nha cả nhà. À, cái hoành thân đó là chín ha. Hoành là chín. Tại vì trừ dây. Rồi mình trừ hao ngay chỗ cái sợi dây chì cả nhà. Mình đó mình cũng trừ hao xíu ra luôn. Rồi cái này là hoành 10 ha cả nhà. Hoành 10. Rồi. Cái đó cũ đế ha. Dạ. Mã số 7 nha cả nhà. Hoành cũ này là 20 ha. Hàng này mình sưu tầm giống nha. Nếu mà cả nhà nuôi khéo thì Tết mình cũng có thể mình thử mặt bông được nha cả nhà. Cây bên đây là 25 ha. Dạ. Cái này là có giá có nụ kim cho mình thì mình nuôi gì tới Tết là nó sẽ có hoa cho mình dương Tết á. Dạ. Tại cái này cái nhìn nó nhánh này thôi chứ mà tới Tết nó có hoa là cũng nhiều lắm á, tại vì cái dạng dạ. Dẫn như ý nó hoa chùm á. Dạ. Rồi cặp này mình giao lưu giá như chị? Ừ. Cái mã 7 này giao lưu giá là 350 bao phí vận chuyển 350.000 bao phí ship cả dạ, nhà ơi. Đúng rồi. Ôi gốc quái nha cả nhà. Đó. Mã số 7 nha cả nhà ơi, một cặp dạo như ý nha. Nhìn cái cây này nhìn đây nó bị lép nhưng mà nó không có lép, cả nhà nó có một cục ở đây rất là duyên ha. Dạ. Kiểu như nó ẹo qua ẹo lại nó quái dạ, quái thôi. Rồi. Dạ rồi. Rồi tiếp tục là mã số 8 nha cả nhà. Dạ. Mã số 8 là một cây siêu bông bình lợi ha. Siêu bông bình lợi. Đế bàn ha cả nhà. Dạ, đế trễ bàn nè cả nhà, cây này mình ghép được hai chột nha. Dạ. Rồi hoành thân là 12. Hoành là 12. Cái tược dài nhất tược ở trên này. Tược dài là 60. Dạ, cái chiều cao tổng thể cây là 60 cả nhà. Ngang là 37 luôn cả nhà. Dạ rồi. Rồi cây mã số 8 này giao lưu 250 em bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Dạ, 250.000 cả nhà ơi, mã số 8 siêu bông bình lợi nha. Hàng này là Tết mình cũng có thể mình chơi bông được nè cả nhà. À, cái cây này là chơi hoa được rồi đó. Dạ. Rồi nó màu lớn lắm cả nhà ơi. Đây tới Tết cũng khoảng chừng còn khoảng chừng cái 5 tháng nữa mới tới Tết lần cả nhà. Dạ. Dạ, đây cả nhà mình tham khảo nha. Mã số 9 nha cả nhà. Dạ. Mã số 9 là gồm 4 cây siêu bông bình lợi cho mình luôn nha cả nhà. Rồi, gốc vườn nha cả nhà. Rồi đế nè. Rồi cây nào cái nấy đế quái quái không nè cả nhà ơi. Cái gốc này là tầm bự hơn ngón giò cái ha. Dạ. Bằng ngón giò cái trở lên nha cả nhà. Cỡ như ngón giò cái cho tới hoành bên đây bự ghê cả nhà. Gốc này là bự nhất nè cả nhà. Dạ. Oh, thì cây là có một cây ghép một mắt bo thôi, còn ba cây kia là ghép hai mắt bo không nha cả nhà. Dạ, chiều cao bên đây mình chị đo thử giùm em một cây thử chị thôi. Rồi cây thấp nhất nha. Dạ. Cây thấp nhất là chiều cao của nó là 45 nha cả nhà. Rồi. Nè cả nhà. Nó dạ. Cây tàn túa như thế này nè nó. Ừ, hàng lấy bo, hàng chơi Tết luôn nha cả nhà. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay mình bán rẻ luôn.
Rồi như 4 chị. cây như thế này là 350 bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. 4 cây 350.000 bao phí ship là chưa tới 100.000 cây cả nhà. Là mình bao phí ship luôn đó nha, 4 cây 350.000 bao ship. Góc vườn hàng mà lấy bo chơi Tết luôn, đế đẹp luôn. Rồi hôm nay là nhà vườn ưu đãi luôn nha cả nhà nha. Đó, hàng bo chuẩn giống nha cả nhà. Siêu bao mình lại mã số 9 hả chị ha. Mã số 9. Dạ. 350 4 cây ha. Dạ. Tiếp tục là mã 10 là một cây giảo như ý ha cả nhà. Dạ. Một cây giảo như ý coi cây này là hoành ta cũng lớn ha cả nhà. Dạ, hoành 13 luôn. Hoành thân là 13. 13 ha. Hoành luôn cả nhà. Hoành cũ là 19 thôi. Dạ. Gần 20 mà dạ. Tính 19 thôi. Rồi. Ghép hai mắt bo ha cả nhà. Dạ. Chiều để dài là... cái mắt bo này chắc cũng khoảng chừng 10 khoảng chừng tấc cho tới tấc rưỡi ha chị ha. Dạ đúng rồi. Dạ. À, cái này để nơm ra rất là có duyên ha anh. Dạ rồi. Đó. Rồi gốc này mình cho luôn như chị. Dạ 250 bao phí vận chuyển ha. 250 bao phí ship giảo như ý nha cả nhà. Mã số 10. Dạ. Đây cả nhà mình tham khảo một vòng. Mình về mình thay cái chậu cái nhìn đẹp điền nha cả nhà nha. Dạ này mình chưa có thay chậu cho mình ha. Dạ. À, tới mã 11 là hai cây nhị ngọc toàn nha cả nhà. Dạ. Hai cây nhị ngọc toàn này Tết là mình chơi hoa cũng được luôn á cả nhà nè. Mình chưa có vô dây nước nào luôn á dạ, chị ha. Dạ đúng rồi, chưa vô dây luôn. Mà khi đi thì em sẽ bệnh dây cho mình ha. Dạ. Để bảo vệ bo cho mình nha cả nhà. Dạ rồi, mỗi cây này mình ghép được hai chỗ hả chị ha. Dạ, mỗi dạ. Cây là mình ghép được hai mét bo. Nhị ngọc toàn nó đi chèo dữ quá anh chị Thoa. Dạ đúng rồi, đó. Cái này là bông dữ lắm bông luôn á. Ừ. Hoành thân là 10, ố là 9 ha. Hoành là 9 cả nhà, đế cũng nở góc vườn nha. Còn cây bên đây là 10 ha. Hoành rồi. Thân một cây 9, một cây 10, cặp nhị ngọc toàn hả cả nhà. Chiều cao khoảng chừng nhiêu được chị Thoa? À chiều cao để em đo luôn. Dạ. Đo cho nó chiều cao này khoảng 40 cả nhà. À chiều cao cây này là 39 ha. Dạ, 39, 39 40. Rồi cặp này mình giao lưu với giá là 220 bao phí vận chuyển ha. 220.000 một cặp về bao phí ship cả nhà. Mã này là mã số 11 ha. 11 nha nhà, một cặp nhị ngọc toàn lá xanh nha. 220 bao phí vận chuyển ha. Dạ, giống như cả nhà cũng biết là nhị ngọc toàn nó có tối đa 3 cái mặt bông trên một cây á cả nhà. Cả nhà cứ lên Google, YouTube xem mặt bông trước giùm em ha. Rồi, tiếp theo là mã 12 là một cây siêu bông bình lợi và một cây nhị ngọc toàn luôn nha cả nhà. Dạ rồi, một cây siêu bông với lại một cây nhị ngọc toàn nha cả nhà. Hai cái đế nhìn cũng giống tương tự với nhau, nó nghiêng nghiêng á anh Trọng. Dạ. Hai cây nghiêng vô ha. Ừ. Cái này giống tướng phu thê nè. Phu thê mà nó ở hai chậu nha cả nhà. Rồi, quỳnh ở đó mình đo được. Bên đây là 11 ha. Dạ, còn bên đây nhỏ hơn xíu. Bên đây là quỳnh 10 nha cả nhà. Dạ rồi. Mỗi cây này mình ghép cũng được hai chột nha cả nhà. Dạ, mỗi cây là hai mắt bo cho mình ha. Dạ. Rồi cái mã 12 này giao lưu với cả nhà mình là giá 300 bao phí vận chuyển nha cả nhà. 300.000 bao phí ship, hai giống nha cả nhà, một cây siêu bông với lại một cây nhị ngọc toàn. Dạ. Siêu bông mình lợi nha cả nhà. Dạ. Rồi góc vườn nè, rất là đẹp luôn ha. Có duyên ghê cả nhà. Rồi thì cuối clip thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em thời gian qua ha. Dạ. Rồi thì em nay em cũng cảm ơn tất cả mọi người, xin cả nhà ủng hộ em clip này nữa ha. Dạ. Xin chào tạm biệt ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.